Nói chung là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám ở Văn Khúc thì gia đình tôi cũng có xuống để đặt một chiếc sập. Vâng ạ. Thế thì tôi cũng rất là ưng ý theo cái cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đã nhiệt tình để coi anh xây dựng đóng góp cùng với gia đình chúng tôi, thì coi anh tôi rất là thoải mái. Dạ vâng, thế thì cháu cảm ơn chú nhé. Rồi. Chú tên là gì chú nhỉ? Chú tên là Hưng. Chú Hưng Phương ạ. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Hưng Phương tại khu 3 Thụy Liễu, Cẩm Khê, Phú Thọ, và vừa bàn giao gia đình chú một chiếc sập ngồi chất liệu gỗ hương, kích thước là 1m6 x 2m. Trên đây chiếc sập trơn tam diện, sập trọn vân. Trước mặt quý vị là cái không gian phòng khách, phòng thờ nhà chú, cũng như là hình ảnh chú Hưng đây. Hôm trước là chú đã xuống cơ sở chúng tôi và xem cái duyệt mộc của sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi có đến và bàn giao cho gia đình tại nhà đây rồi. Và đã kê in ấn vào không gian phòng thờ rồi. Quý vị có thể thấy đây, rất là đẹp. Thì đến đây cháu cũng xin chú ý kiến luôn về cái sản phẩm này, cháu bàn giao cho chú. Nhưng mà cái chú ưng ý với cái chiếc sập này, về mẫu mã rồi thì gỗ như này. Nói chung là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám ở Văn Khúc thì gia đình tôi cũng có xuống để đặt một chiếc sập. Vâng ạ. Thế thì tôi cũng rất là ưng ý theo cái cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đã nhiệt tình để coi anh xây dựng đóng góp cùng với gia đình chúng tôi, thì coi anh tôi rất là thoải mái. Dạ vâng, thế thì cháu cảm ơn chú nhé. Uống nước rồi các bác ơi. Đây thì tôi cũng lướt qua một vài hình ảnh của chiếc sập này. Toàn bộ quý vị, đây là phần dạ trước của chiếc sập này. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Vân gỗ gỗ. À vân, vân gỗ hương. Chân là chân 24, dạ dày 10 phân. Cổ liền. Vân cũng rất đẹp. Mặt là hai lá nhé. Mặt hai lá vân hoàn toàn tự nhiên quý vị nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và có số điện thoại là 0987 50086, website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Rất cảm ơn chú Hưng và gia đình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm nhé. Xin chào mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, cũng như theo dõi những cái clip sản phẩm khác.